Nhé. Em cảm ơn nhé. Đây, con đi xin cho cháu nhé. Ôi không cho nó nữa. Ôi thế con xin bác nào. Con lấy xin bác. Con xin bác nhá. Con cảm nhá. Ơn nhá. Bác hộ cháu nhá. Em cảm ơn nhá. Con lấy xuống nhá. Đấy, đặt chỗ này một hạt, chỗ này một hạt. Đây đây không con trồng cái này mà. Chỗ này một hạt này. Đấy, đúng rồi, giỏi quá. Chỗ ở đây. Hai hạt. Hai hạt ở đấy đây tiếp. Này này. Úi giời. Đây. Để đây một hạt, để đây một hạt nhá. Đấy, đây này hai hạt. Đấy, đúng. Chuyển sang đây tiếp.
Đấy, ít thôi, tí nữa là nó rơi đây này. Con để đây tiếp nhá. Đấy. Được chưa? Đấy, đúng rồi, chuyển sang đây. Chỗ đây này. Thôi bác à, không con lấy cái kia kìa, cái này con lấy được không, lấy được không à, con lên đấy thì bác học cho con làm này. Đấy nhá, đây này, thế nhá, đúng rồi.
hết chứ. Đoán hết mà hồi. Rồi, yêu quá. Đi về đi nhỉ. Tí nữa về nắng quá về không được á. Đi. Siết không chặt. Thank you.
con lắm rồi đấy nhỉ. Làm á. Đây. Đưa cái này cho con. Ép vào tường nhé. Chuyển lên chân đi con ơi. Con này, dạ. Con trồng cái này, cắt cái kia xong này để tí mình trồng cây đỏ đỏ kia xuống này. Con chuyển lên xuống hố kia đi. Chuyển cái này xuống hố. Chuyển xuống hố kia kìa. Đấy. Tí mình trồng cái cây đỏ đỏ kia xuống này. Nó phải trồng không? Nó chặt chặt đi nha, cho đất lên đây xong rồi ấn chặt vào. Con đặt thế này này. Đấy. Con gói. Thế con ôm đi ra cho bác nào. Nhẹ nhàng nhá.
biết rồi nhỉ. Vâng. Cầm không xong được không? Con để bác làm này con này. Con lấy cây xuống đi. Lấy cây hoa đặt xuống đây cho bác nè. Hoa đâu? Đấy, đấy bên kia. Hoa này á. Ừ. Nào con tránh bác á. Ôi ôi ôi. Nó nóng chưa nhỉ? Sắp sôi rồi nhỉ? Bác cũng không biết là ai sẽ gọi đi săn bắn gì đó. Được rồi Su ơi. Con ơi đi vào tắm đi. Bác ơi, bác
rồi ạ. Mắt trước nhỉ. Đâu mũi đâu. Đấy. Rồi cố lên. Rồi. Ngồi xuống đi chú. Mát đi. Thích không? Cúi đầu rồi chú, gội đầu rồi. Thích không? Ô, cá rốn đâu rồi? Không thấy rồi. Nè, mà chân này trắng thế. Trắng thế. Nào cá chân đâu? Nước thuốc hả bác? Nước thuốc ấy. Tắm cho nó đỡ người không ngứa ngáy ấy. Sạch lắm rồi. Được chưa? Đã. Được rồi nhỉ? Con thích tắm chung. Thích tắm nữa.